Xin chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập các bài toán liên quan đến rút về đơn vị, sách giáo khoa trang 129. Trước khi chúng ta luyện tập, cô sẽ ôn lại bài cũ cho các em nhé. Em nào cho cô biết, khi giải bài toán có liên quan đến rút về đơn vị, thường tiến hành qua mấy bước? À, đúng rồi, khi giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường tiến hành theo hai bước. Vậy, em nào cho cô biết đó là những bước nào? Bước thứ nhất, tìm giá trị của một phần trong các phần bằng nhau. Ta thực hiện phép chia, và đây gọi là bước rút về đơn vị. Bước 2, tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau, ta thực hiện phép nhân. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước sang phần luyện tập. Sách giáo khoa trang 129 ở phía trên. Bài 1, trong vườn ươm, người ta đã ươm 2.032 cây giống trên 4 lô đất. Các lô đều có số cây như nhau. Hỏi, mỗi lô đất có bao nhiêu cây giống? Bài 2, có 2.135 quyển vở được xếp vào 7 hộp. Hỏi, 5 hộp đó có bao nhiêu quyển vở? Các em đọc kỹ đề bài, xác định đề bài cho, đề bài hỏi, sau đó tóm tắt, rồi giải vào tập nhé. Bây giờ chúng ta sang phần luyện tập. Sách giáo khoa trang 129 phía dưới. Bài 1. Mua 5 quả trứng hết 4.500 đồng. Hỏi, nếu mua 3 quả trứng thì hết bao nhiêu tiền? Ở bài số 1 này các em chú ý, đơn vị đề bài hỏi là tiền. Tiền tức là đồng đó các em. Bài 2, muốn lát nền 6 căn phòng như nhau, cần 2.550 viên gạch. Hỏi, muốn lát nền 7 căn phòng như thế, thì cần bao nhiêu viên gạch? Các em cũng đọc kỹ đề bài và xác định cho cô biết đề bài cho gì, đề bài hỏi gì. Sau đó các em tóm tắt rồi giải vào tập nhé. Chúng ta sẽ làm 4 bài này vào tập, rồi gửi cho giáo viên chủ nhiệm mình xem và nhận xét nhé.